Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Thường trực huyện ủy Lập Thạch tổ chức cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch như hướng dẫn việc cách ly y tế tại nhà, điều trị F0 tại nhà, việc tổ chức giám sát, quản lý, hướng dẫn các trường hợp F0 điều trị tại nhà và F1 cách ly tại nhà, nơi cư trú. Lãnh đạo huyện ủy Lập Thạch đề nghị các cơ quan, các xã thị trấn không được chủ quan, lơ là, cần hoàn thiện và sẵn sàng kích hoạt các phương án phòng chống dịch bất cứ lúc nào. Huyện bổ sung kinh phí đầu tư thêm các thiết bị, vật tư y tế. Đối với lĩnh vực xét nghiệm, ngành y tế và các xã thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung vào vùng có nguy cơ dịch bệnh, tầm soát nhóm có nguy cơ cao, tăng cường công tác xét nghiệm toàn dân bằng nguồn xã hội hóa, kiểm soát tốt dịch bệnh, tránh lây lan dịch bệnh ở nhà đối với học sinh. Huyện Lập Thạch thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch đối với các xã thị trấn trên địa bàn. Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường yêu cầu chuyển trạng thái sang điều trị, chăm sóc F0 tại nhà. Tuyệt đối không để một F0 nào không được thăm khám thường xuyên, không để F0 tử vong tại nhà, không được điều trị, chuyển từ bên ngoài vào trong. Tiếp tục tăng cường kiểm soát từ cơ sở, làng giữa làng, xã giữa xã. Cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền người dân hiểu có biện pháp phòng tránh lây nhiễm cao trong tình hình mới, không hoang mang, không chủ quan, cần có những biện pháp tuyên truyền mới. Cấp xã phải cập nhật kịp thời các F0 trên địa bàn, quản lý chặt chẽ F0 điều trị tại nhà, tuyệt đối không để F0 ra ngoài cộng đồng, linh hoạt sáng tạo trong các giải pháp để chặn đứng việc phát sinh dịch bệnh tại địa phương, chủ động nâng cao năng lực dự phòng ở địa phương, dự báo tình hình, tăng cường năng lực dự phòng, chủ động huy động các lực lượng tham gia phòng chống dịch ở cơ sở hiệu quả, thực hiện tốt việc tổ chức tiêm vaccine, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế tuyến trên khi được tăng cường về địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành lập các nhóm Zalo nhằm kết nối, tăng cường tương tác, tư vấn, chăm sóc, điều trị giữa bệnh nhân F0 và hỗ trợ những người làm công tác chống dịch như y bác sĩ cơ sở, tổ chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng chủ động hơn. Đây được xem là một trong những giải pháp vô cùng linh hoạt trong việc phòng chống dịch bệnh hiện nay khi mà số người nhiễm COVID-19 ngày càng tăng trong cộng đồng, số bệnh nhân F0 điều trị tại nhà ngày một nhiều thêm. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Bình Xuyên. Nhóm Zalo COVID Cầu Các, xã Quân Lưu hiện đang có hơn 20 thành viên, trong đó gồm 5 thành viên trong tổ phòng chống COVID cộng đồng, đồng thời là tổ chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19, còn lại là các bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. Hàng ngày, thông tin về diễn biến sức khỏe của các F0 đều được cập nhật nhanh, giúp cho tổ phòng chống COVID cộng đồng thôn theo dõi, nắm bắt chính xác cũng như động viên tư vấn kịp thời cho các F0 thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi đã thành lập một cái nhóm Zalo là gọi là COVID Cầu Các để thứ nhất là để giao lưu giữa người bệnh với chúng tôi, và cái thứ hai để người bệnh được hướng dẫn, chẳng hạn như là khử khuẩn ở nhà này, ăn uống mặc ấm này, ăn ấm ăn nóng này, rồi là mà cái quan trọng nhất là phải giữ gìn vệ sinh tốt. Hàng ngày chúng tôi phải hỏi thăm trên nhóm hoặc là có thể gọi điện trực tiếp để xem là gia đình người ta, bệnh nhân là có bị diễn biến nó phức tạp hay không. Nếu có diễn biến phức tạp thì là phải thông báo kịp thời đến trạm y tế xã và thông báo kịp thời đến ban chỉ đạo của phòng chống COVID của xã để tập trung xử lý những cái tình huống khó. Nhờ sự thăm hỏi, động viên và giải đáp các thắc mắc kịp thời của tổ phòng chống COVID cộng đồng thông qua hệ thống Zalo, gia đình chị Ngân cảm thấy vững tâm hơn khi điều trị bệnh tại nhà. Qua hệ thống Zalo thì tổ chăm sóc đang hướng dẫn chúng tôi, thứ nhất là ăn riêng này, ngủ riêng này, tất cả mọi vệ sinh cá nhân đều riêng này, và những đồ dùng cá nhân cũng đều riêng này, tách biệt tất cả với F1 và không được ra khỏi vòng cách ly của mình trong vòng 7 ngày khi mà trạm y tế có test âm tính mới được ra khỏi văn phòng của mình đang cách ly.
Với gần 300 trường hợp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại nhà, ngoài thành lập 7 nhóm Zalo quản lý hỗ trợ điều trị F0 tại 7 thôn dân cư, trạm y tế lưu động xã Quất Lưu cũng thành lập nhóm Zalo F0 xã Quất Lưu để các F0 có thể thường xuyên chủ động trao đổi thông tin, hình ảnh trực quan nhất, kịp thời tư vấn điều trị, thậm chí sẵn sàng chuyển tuyến trong trường hợp có chuyển biến nặng. Những cái thông tin mà chúng tôi thường xuyên trao đổi trên Zalo là những cái câu hỏi mà các F0 khi mà tại nhà ấy, người ta luôn luôn lo lắng, đấy là người ta ở nhà thì người ta sẽ cách ly như thế nào, các cái dấu hiệu của người ta cần nhận biết để mà khai báo cho trạm y tế, thì là thông qua các cái hoạt động đấy thì là chúng tôi nắm bắt và chúng tôi hướng dẫn cho người bệnh. Ban chỉ đạo chúng tôi là triển khai tất cả các đồng chí trong hội nhóm này có thể là sẽ trả lời và giải đáp hướng dẫn trực tiếp được tất cả cho những cái người bệnh, người F0, và chỉ riêng về cái vấn đề để điều trị và hướng dẫn là chúng tôi là có cán bộ trạm y tế và trạm y tế lưu động là hướng dẫn kê đơn và hướng dẫn cách sử dụng các cái loại thuốc theo các cái quy định của cấp trên đã có cái hướng dẫn rồi. Tương tác hai chiều, kịp thời cập nhật tình hình diễn biến sức khỏe của bệnh nhân F0 điều trị tại nhà mọi lúc mọi nơi sẽ góp phần giảm các ca bệnh thể nhẹ chuyển nặng, để không có bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà nào không được quan tâm chăm sóc y tế, không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, lương y phải như tử mẫu, thấm nhuần lời dạy của Người. 67 năm qua, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện y đức, luôn tận tâm, tận lực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng cam go, quyết liệt, các y bác sĩ đã nêu cao ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần tận tụy, hy sinh quên mình để đẩy lùi dịch bệnh. Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam là dịp để Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Vĩnh Phúc cùng với cả nước bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và biết ơn đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng các y bác sĩ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.